Cuộc đọ sức giữa Fury và Ngannou đã diễn ra đầy kịch tính và kết thúc bằng một quyết định gây tranh cãi. Trước trận đấu, đã có những tuyên bố mạnh mẽ về việc kết thúc bằng knockout trong 6 hiệp đầu, và Fury đã chủ động tấn công từ hiệp 1. Tuy nhiên, Ngannou, võ sĩ UFC hạng nặng, không dễ dàng bị áp đảo. Trong một cú móc trái đầy ấn tượng, Ngannou đánh gục Fury ở hiệp 3, tạo nên một cú knockdown đầy kịch tính. Khán giả tại Boulevard Ho đã không kìm nén được sự phấn khích trước pha ra đòn này. Fury, người đã đổ gục, phải mất vài giây để đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Sau cú knockdown, Fury thi đấu cẩn trọng hơn và dường như chuyển sang mục tiêu thắng điểm trọng tài. Tuy nhiên, Ngannou cố gắng bung sức ở những hiệp cuối nhưng không thể có lần thứ hai đánh ngã nhà vô địch WBC hạng nặng. Trận đấu kéo dài 10 hiệp mà không có sự xuất hiện của knockout. Cuối cùng, Fury thắng điểm không đồng thuận với hai giám định chấm 96 đến 93, 95, 94 cho anh và một giám định chấm 95, 94 cho Ngannou. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình với quyết định này, cho rằng Ngannou đã bị cướp chiến thắng. Có những ý kiến cho rằng Fury không xứng đáng thắng và Ngannou mới là chủ nhân tiếp theo của biệt danh người xấu nhất trên hành tinh. Cuộc đọ sức giữa Fury và Ngannou đã kết thúc đầy kịch tính, dù có quyết định gây tranh cãi. Thực tế, thống kê từ CompuBox cho thấy Fury đã vượt trội về khả năng ra đòn chính xác. Võ sĩ người Anh tung 223 đòn, với 71 cú trúng đích đạt tỷ lệ 32%. Trong khi đó, Ngannou ra đòn nhiều hơn với 231 cú, nhưng chỉ có 59 đòn chính xác đạt tỷ lệ 26%. Fury cũng có 137 cú thọc, dép, trúng đích 39 lần, đạt tỷ lệ 29%. Trong khi, con số này của nhà cựu vô địch UFC là 22 cú thọc trúng đích trên tổng số 115 đòn, đạt tỷ lệ 19%. Fury cũng có 32 pha ra đòn nặng chính xác với tỷ lệ 37%, so với 37 và 32% của đối thủ. Ngannou không phàn nàn về quyết định của trọng tài và muốn tái đấu. Tuy nhiên, trước đó, Fury sẽ có hai trận đánh thống nhất các đai hạng nặng danh giá nhất với Oleksandr Usyk. Đôi bên đã ký thỏa thuận, với trận đánh đầu tiên diễn ra vào tháng 12 năm 2023 cùng điều khoản tái đấu vào năm 2024. Ronaldo và bạn gái Roxana Rodriguez đến theo dõi trận đấu giữa Fury và Ngannou. Trận đấu giữa Fury và Ngannou giống như một trận đấu biểu diễn, với mục đích tiếp quản biệt danh cũ của huyền thoại Mike Tyson là người xấu nhất trên hành tinh. Nó diễn ra theo luật chính thức của quyền Anh chuyên nghiệp với 10 hiệp cùng 3 trọng tài.